Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc. Như vậy là mới đây, Dell đã chính thức trình làng loạt sản phẩm Dell XPS 2022 mới nhất với 3 dòng là Dell XPS 13, 15 và 17 inch. Và bây giờ thì anh em đã có thể là order trực tiếp từ Mỹ. Tại Việt Nam thì chắc là anh em sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, vài ngày nữa thôi là anh em đã có thể là mua được những nguồn hàng sách tay với những mức giá nó hợp lý hơn rất là nhiều. Và mỗi khi những cái chiếc Dell XPS mới được ra mắt thì nó luôn thu hút sự chú ý của rất là nhiều người. Bởi vì nói không ngoa, Dell XPS luôn là một trong những dòng laptop đẹp nhất trên thế giới hiện nay, hoàn thiện cực kỳ tốt với những chất liệu cao cấp bậc nhất. Và đối với nhiều người thì MacBook cũng chỉ xếp sau Dell XPS mà thôi. Nên là ngay khi thấy được những thông tin về cái dòng Dell XPS 2022 được ra mắt thì mình đã muốn chia sẻ với cả anh em ngay. Cũng như là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lưu ý với cả anh em một vài những nhược điểm của cái dòng Dell XPS hay gặp phải trước đây, để xem rằng là nó có cải thiện ở phiên bản lần này hay không nhá. Rồi, mình muốn đi ngay vào điểm khác biệt lớn nhất của cái dòng Dell XPS 2022 so với cả phiên bản tiền nhiệm, đó chính là về hiệu năng. Và có lẽ rằng là đây cũng là cái điểm khác biệt duy nhất mà anh em có thể thấy được ở phiên bản lần này. Và mình sẽ chỉ tập trung nói về cái dòng 15 inch và 17 inch mà thôi. Trước cái dòng 13 inch ấy, thì nó vẫn đang chỉ sử dụng con chip là Intel Gen 11. Cụ thể là dòng 15 inch và 17 inch nó sẽ được nâng cấp lên CPU Intel Gen 12 với các phiên bản là Core i5-1250H, Core i7-1270H và Core i9-12900HK. Do là dòng máy hướng đến người dùng sáng tạo nên là anh em sẽ có thể nâng cấp tối đa lên đến là 64GB RAM DDR5 và 4TB bộ nhớ SSD, rất là thoải mái. Về GPU thì dòng Dell XPS 15-9520 sẽ có hai phiên bản là Rotex 3050 và 3050 Ti. Công suất điện thì cũng chỉ dừng lại ở mức là 40-45W mà thôi, tức là mức thấp nhất của những dòng card họa này. Và nó cũng sẽ chỉ tương đồng so với cả chiếc Flow Z13. Đây cũng là một điều rất dễ hiểu khi mà những chiếc máy Dell XPS 15 hay là Flow Z13 đều là những sản phẩm hướng đến sự sang chảnh, tranh xả mỏng nhẹ. Còn Dell XPS 17 inch thì option card họa cao nhất có thể lên đến là Rotex 3060. Và do kích thước lớn hơn, nhiều không gian hơn để mà tản nhiệt nên là option card họa nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà 3060 nó chỉ là loại 60W mà thôi chứ không phải là loại 80-85W như là những mẫu laptop gaming. Về màn hình thì chúng ta sẽ có tùy chọn thấp nhất là Full HD cộng, quá là phổ biến rồi. Tầm laptop cao cấp thế này mà Dell XPS vẫn còn mang cái tấm nền Full HD cộng vào đây thì mình cũng chịu luôn. Nhưng mà anh em vẫn sẽ có hai option cao cấp hơn là 3.5K và 4K cộng. Nâng cấp thêm 300 đô nữa để mà lên từ Full HD cộng lên 3.5K. Nhưng mà có một điều mà anh em sẽ phải lưu ý, đó chính là để mà lựa chọn được cái màn hình có tùy chọn là 3.5K ấy, thì chip cũng phải nâng lên từ Core i5 lên Core i7, RAM cũng phải nâng lên từ 8GB lên 16GB. Làm cái mức giá cuối cùng nó đẩy lên tương đối nhiều, tối thiểu thì anh em sẽ phải bỏ ra là 2.199 đô thì anh em mới sở hữu một chiếc Dell XPS 15 2022 có màn hình 3.5K. Và một điều đáng tiếc nữa và mình thấy rằng chúng ta cần phải lên án, đó chính là cái màn hình vẫn chỉ là màn hình tần số quét 60Hz mà thôi. Trong khi để đối thủ trực tiếp của nó là MacBook 14 và 16 inch đã chơi cái màn hình ProMotion 120Hz rồi, nhưng mà Dell XPS vẫn chỉ là 60Hz mà thôi, rất chậm cải tiến. Anh em đừng nói rằng là chiếc máy này hướng đến dân sáng tạo thì không cần cái màn hình tần số quét cao nhá. Cái màn hình tần số quét cao ấy thì anh em chỉ cần là lướt lướt chuột nhẹ thôi, hay là đọc báo lướt lướt thôi, anh em sẽ thấy ngay rằng là một cái màn hình 120Hz hay là 144Hz ấy, nó sẽ đem lại một độ mượt và lợi thế lớn trong trải nghiệm là như thế nào. Nhưng Dell XPS 2022 mới nhất không có Dynamic Refresh, cũng không có màn hình tần số quét cao, vẫn là 60Hz, thực sự là rất chậm cải tiến đấy. Ok, tiếp theo thì mình muốn lưu ý với cả anh em một số những nhược điểm đặc trưng của cái dòng Dell XPS 15 và 17 inch trước đây. Một số lỗi này thì không phải là chiếc máy nào cũng bị, có lô thì bị, có lô thì lại không, nhưng mà đây cũng là điều mà anh em cần phải quan tâm khi mà nhận máy nhá. Một lỗi điển hình đó chính là trackpad. Cái dòng 15 và 17 inch trackpad nó rất là to, nhìn nó rất là đẹp và rất là sexy. Nhưng mà do sử dụng cơ chế truyền thống, nó có nút click chuột trái phải, nên là một số lô nó hiện tượng là build bị bập, nó không được chắc chắn cho lắm. Đến cái dòng Dell XPS 2022 này thì mình vẫn còn đang rất là khó hiểu khi mà Dell vẫn không áp dụng cái cơ chế trackpad haptic touch để nó đều mọi mặt phẳng, build nó xịn hơn, cơ cấu, kết cấu nó xịn hơn và trải nghiệm sử dụng của nó chắc chắn là nó cũng sẽ sướng hơn rất là nhiều rồi. Và khó hiểu hơn nữa khi là cái dòng Dell XPS 13 Plus vừa ra mắt đầu năm nay, nó đã được áp dụng cái cơ chế trackpad này rồi, nhưng mà chả hiểu sao một cái dòng máy chủ lực như là Dell XPS 15, 9520 hay là 9720 chủ lực như vậy mà lại vẫn chỉ sử dụng một cái cơ chế trackpad truyền thống. Và mình nghĩ rằng nó sẽ chắc chắn là trải nghiệm nó không sướng bằng rồi. Chưa kể việc là những cái lỗi ở những phiên bản tiền nhiệm thì không biết là Dell đã sửa được chưa ở phiên bản lần này. Lỗi thứ hai đó chính là một số lô Dell XPS 17 có hiện tượng sạc rồi nhưng mà pin nó vẫn bị tụt, đặc biệt nhất là ở những đời 2020 và người dùng phản hồi rất là nhiều. Lên đến 2021 thì có vẻ như là Dell đã fix rồi, nhưng mà đây cũng là một điều mà mình nghĩ rằng là anh em nên lưu ý khi mà trải nghiệm nhá. Hay là cái thời lượng pin của nó cũng sẽ chỉ ở mức trung bình thôi chứ không phải là quá tốt, đâu đó vào khoảng là 6 tiếng rưỡi đối với cả những dòng Dell XPS 15.
6 tiếng rưỡi thực ra cũng không phải là con số quá là tệ. Nhưng mà nếu như mà anh em nghĩa qua những đối thủ của nó như là MacBook Pro 16 thì anh em có thể đạt được 8 tiếng khi mà làm việc nặng, hay là 10 tiếng nếu như mà anh em chỉ lướt web nhẹ nhàng mà thôi. Nói chung là thua hẳn so với cả MacBook về thời lượng pin. Ok, với các bạn thì mình thấy rằng là thiết kế của Dell XPS 2022 nó gần như là không có bất kỳ một sự khác biệt gì so với cả phiên bản tiền nhiệm. Và khi mà nhìn tổng thể cái chiếc máy này ấy, thì rõ ràng một điều rằng là nó bê nguyên từ phiên bản tiền nhiệm sang, và nó không hề có bất kỳ một công nghệ đột phá nào so với cả trước đây cả. Tại sao chúng ta lại cần một sự đột phá? Bởi vì chúng ta đã bỏ ra một con số lên đến là trên 60 triệu để mà sở hữu một chiếc máy cao cấp như vậy. Và cũng bởi vì đối thủ trực tiếp của nó, ví dụ như MacBook Pro 16 đã liên tục cải tiến trong năm trở lại đây, thì ít ra Dell phải có một cái công nghệ AMD gì độc đáo chứ nhở. Vẫn là cái trackpad như vậy, vẫn là cái bàn phím như vậy, vẫn là cái màn hình như vậy. Trước cái việc là nó còn một số những lỗi trong quá khứ, và cũng hy vọng rằng là ở cái phiên bản Dell XPS 2022 này thì Dell sẽ fix một vài những lỗi cơ bản như vậy. Ok, đó chính là một vài những quan điểm của mình về cái chiếc máy này. Tất nhiên rằng chúng ta vẫn phải đợi sản phẩm về để mà chia sẻ, thì mình sẽ có bản đánh giá chi tiết đến anh em. Còn anh em nghĩ sao về những dòng Dell XPS nói chung, cũng như là cái dòng Dell XPS 2022 mới được ra mắt? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của anh em phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.